Có một loại khẩu trang có thể tiêu diệt được đến 99% virus corona trong vòng 30 giây ngay khi tiếp xúc. Đây là một sản phẩm khẩu trang mang tính đột phá, gây tiếng vang lớn trên thế giới và đang được sử dụng tại nhiều châu lục. Vâng, và điều đáng nói là toàn bộ phát minh này thì 100% là do một nhà khoa học Việt Nam phát minh ra và làm chủ công nghệ. Từ khâu sản xuất nguyên liệu cho đến lúc ra thành phẩm, tất cả đều được thực hiện ngay tại Việt Nam. Nhìn bên ngoài không khác gì một chiếc khẩu trang y tế thông thường, nhưng đây là điểm làm nên sự khác biệt. Một lớp vải được phủ lớp hợp chất bio nano hoàn toàn từ thiên nhiên. Nhờ đó mà chiếc khẩu trang này đã trở thành chiếc khẩu trang đầu tiên trên thế giới có khả năng diệt các loại virus và vi khuẩn, hiệu quả lên đến 99% ngay khi tiếp xúc. Trong tự nhiên thì có rất là nhiều chất rất là tốt và có thể thay thế những cái chất đang hủy hoại môi trường. Điều quan trọng nhất là anh phải đầu tư thật nhanh, anh có được những cái bản quyền, có những được cái công nhận của thế giới. Thì từ đó anh sẽ tạo được một cái thế mạnh riêng, những cái độc quyền riêng của mình để mình có thể cạnh tranh được. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm nay, hơn 10 triệu chiếc khẩu trang do anh Lại Nam Hải phát minh đã xuất khẩu được vào các thị trường khó tính: Bồ Đào Nha, Italia, Australia, New Zealand và Mỹ. Sản phẩm này đã vượt qua những bài kiểm tra khắt khe nhất về chất lượng. Công nghệ tạo ra khẩu trang là sử dụng lớp diệt virus Resifabric. Lớp vải này được xử lý bằng công nghệ nanobiotech với thành phần hoàn toàn tự nhiên và tiêu diệt virus COVID-19. Chưa có sản phẩm nào sử dụng công nghệ này và những công nghệ khác sử dụng các hóa chất độc hại để tiêu diệt virus. Đầu năm ngoái, khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành tại nhiều quốc gia, anh Lại Nam Hải đã bắt tay vào nghiên cứu ra chất có thể phòng tránh được virus corona chỉ từ một lọ nguyên liệu nano như thế này. Chính COVID-19 đã thúc đẩy cho anh có một ý tưởng phủ lớp diệt virus lên khẩu trang. Không chỉ dừng lại ở đó, anh Hải dự định sẽ ứng dụng hợp chất này cho cả áo choàng phẫu thuật, khăn lau y tế, thậm chí có thể xử lý môi trường trong ngành hóa mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.